Ngoài lên phòng làm việc yên người các ông ạ. Cái thằng Nu nó lười chịu được. Phải tôi khó tính đâu. Mẹ các bạn kiểu tưởng bảo tôi khó tính, nhưng mà thực sự là nó lười vãi đái. Tôi bảo cả phòng là thôi anh em chuyển mẹ hết xuống tầng 6 đi. Ui 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 ui, cái là cả phòng chuyển luôn. Các bạn nhìn xem có chấp nhận được không? Trong khi cả phòng ai cũng đi dây gọn gàng, tác phong làm việc trông vô cùng ngăn nắp, thì lòi ra một thằng như thế này. Tôi chưa nói về các loại dây máy tính như này. Đây này, cái màn hình nó có cái lỗ ở đây là để luồn dây vào trông cho nó gọn gàng sạch sẽ. Thì ông luồn mẹ nó ra đằng trước cái màn hình bên này thì nó còn luồn ra đằng trước, mà nó lại còn luồn xuống dưới cái chân này, xong rồi để cái chân màn hình nó dẫm lên trên cái dây. Trông là mình đã thấy ngứa mắt rồi. Chưa hết, cái mà trông ngứa mắt nhất này các bạn này là có chuột. Có chuột thì bình thường cái dây chuột người ta phải luồn qua dưới gầm bàn này, có lỗ đi dây rõ ràng đúng không? Trồi lên trên này, xong rồi vòng ra đằng trước này, xong rồi vòng vào con chuột. Đây nhìn mà xem, nó vòng một phát cái dây từ dưới háng lên, vòng qua đùi nó, xong rồi vắt ngược lên trên này mà nó vẫn dùng được. Nhìn này, trông có cú không? Thế là tôi viết tờ giấy. Đéo đi lại dây mày bị cuối việc.